Trời ơi, cái ông già này hư hết chuyện của tôi rồi. Chuyện gì vậy em? Bà làm gì nữa vậy? Chân bà yếu quá nên ba mới đụng vợ con. Trời ơi, chuyện có gì đâu mà sao em làm quá lên vậy? Nhỏ cái gì mà nhỏ. Anh có biết là hôm nay tôi đi ký hợp đồng không? Theo phong thủy là tôi phải bước chân phải ra ngoài. Vậy mà ông già này làm tôi bước chân trái ra ngoài rồi đó. Tôi mà không ký được hợp đồng á là tại do ông hết đó. Bà xin lỗi nha. Bà xin lỗi con. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Tôi đã nói với anh rồi, cho ông vô viện dưỡng lão đi mà anh không nghe. Em nói cái gì vậy? Em nói gì em nghe được hả? Đây là ba của mình mà, mình không lo mà đẩy đi đâu. Thôi đi, anh đừng ở đó mà đạo đức giả nữa. Sống thực tế lên đi. Ừ, anh thấy cũng đúng á.